Nó giàu. Nhưng mà con nào nãy mới hỏi nè. Con là 50. Đây còn ba con nữa nè. Đẹp không anh em ơi? Con là 50 và 60. Con này đang là 60 nè. Con này đang là 50. Có đẻ hết trơn nha. Đây dọn cho con coi. Nói còn khá đẹp. Anh em có nhu cầu alo nha, 088-656-7. Chạy dầu nữa con. Có đề. Đó là cái dòng L. Đây là L mới nè. L mới nè. L 40 trong phòng mới chát luôn nè. Chạy dầu luôn. Chung đời như cái này thì mới, cái này cho mới như phụ. Tất nhiên là anh em có nhu cầu alo là 088-656-7. Ba con là dòng này cái vỏ ngon lắm, phát điện thì được 3 kg. Nếu đúng như cái Nhật nha. Còn Việt Nam mình xài 4 kg là vô tư. Nhân ma bà con. Nhân là của hãng Nhân Ma. Có đề luôn, đề giật được luôn. Giật cũng nhẹ lắm. Bà con. Giật cũng nhẹ lắm bà con ơi. Mấy lần. Đây em đang gắn con phát điện của L nè. L phát điện nè. Đang phát điện là mua phát điện rồi. Phát điện nó hiện tại là 3 kg. Dòng nó cũng đẹp. Ui má chạy ngon hả? Đề luôn mà con. Ăn là đề luôn nha. Mình chỉnh phát điện là chỉnh ga chết, nó kêu hơi lớn. Phát điện là ga, mình tăng đưa ga lớn nhỏ nè. Tại anh chạy phát điện, chạy ga lớn. Bà con không có nhu cầu alo nha. Cái bình đề nhỏ xíu à. Con nào có nhu cầu alo nha. 088-635-677. Chào bà con.